Chào tất cả mọi người, hiện tại Thành Lan đang có mặt tại trên tuyến đường Phùng Hưng kết nối từ ngã ba Thái Lan đi trung tâm thị trấn Tràng Bom và có tuyến đường Bắc Sơn Long Thành như là vành đai 4 đi qua nha quý vị. Ở đây thì vị trí này kinh doanh buôn bán rất là sầm uất, thuộc phường Tam Phước thành phố Biên Hòa nha mọi người. Chúng ta có sản phẩm nhà một lầu một trệt một xẹt đường này và tôi đang đi bộ vào nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái tuyến đường này được đổ nhựa và dân cư thì hai bên kín nha quý vị. Ở đây thì đường thông và rộng 5 mét nha mọi người, được đổ nhựa hai bên thì chắc chắn rồi. Khu vực này thì phòng trọ cũng rất là đông nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái lượng dân cư ở đây cực kỳ là đông. Phòng trọ cũng như là vị trí phường Tam Phước này nó sẽ nằm giữa rất nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp Tam Phước, khu công nghiệp Giang Điền, khu công nghiệp Long Đức, khu công nghiệp Long Đức 2 mở rộng và khu công nghiệp An Phước nữa nha quý vị. Ở đây thì chúng ta sẽ đi làm được luôn là cụm khu công nghiệp Long Thành nữa nha mọi người, khu công nghiệp bò sữa Long Thành nữa nha quý vị. Ở đây thì chúng ta nếu mà đi làm công nhân viên chức hoặc là cán bộ công ty thì chúng ta đi làm có rất nhiều cái lựa chọn, và đặc biệt một điều là sau này thì nó sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ sân bay quốc tế Long Thành và sẽ có nhiều cụm công nghiệp mọc xung quanh từ trong bán kính 20 km nha quý vị. Vâng, một cái vị trí rất là tuyệt vời. Phường Tam Phước là một phường phải nói là một cái vị trí giao tiếp với Long Thành và nó rất là rộng, đặc biệt an ninh ở phường Tam Phước thì rất là an toàn nha quý vị. Vâng, như trước mặt quý vị là căn nhà của chúng ta nha mọi người. Ở đây thì được thiết kế một lầu một trệt, rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đường thì rộng 5 mét nha mọi người. Trước mặt của chúng ta là đường Phùng Hưng, thì tôi đã quay cho mọi người xem rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, căn nhà của chúng ta đây. Rất là đẹp. Thì tôi mời tất cả mọi người chúng ta cùng theo tôi đi vào căn nhà này nhá. Đấy, đầu tiên thì chúng ta phía bên này là gara để ô tô nha mọi người. Gara để ô tô nha mọi người. Rất là đẹp. Gara để ô tô này. Đấy. Ở đây thì chúng ta có cửa luôn này. Cửa vào. Gara để ô tô phòng khách luôn. Đây ngang 6 mét nha quý vị, nên là rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta để bàn ghế ở đây. Vâng, thì ở đây thì cầu thang nha mọi người, cầu thang rất là đẹp. Đấy, thì gian bếp này, đối diện gian bếp thì chúng ta có phòng ngủ luôn nha mọi người. Đấy, phòng ngủ rất dài, rộng đẹp. Dài rộng đẹp nha quý vị. Rất là dài rộng và đẹp luôn. Đấy. Phía sau thì chúng ta có toilet luôn. Toilet này rất là đẹp nha quý vị. Toilet đẹp. Sau chúng ta có một cái ô phơi đồ cũng như là một cái không gian thì chúng ta có thể bỏ đồ cũng như là thỏa sức để những cái đồ vật trang trí cây cảnh phía sau này nha quý vị. Nó cũng không quá là rộng. Đây. Ta cũng đi lên lầu nha mọi người. Là đẹp, cầu thang. Căn nhà này thì ngang 6 mét nên là rất là rộng rãi, thiết kế thì thông minh. Kể cả phía đây thì chúng ta cũng có thể làm cái bộ bàn ghế ở đây. Đấy. Hoặc là cái bàn học ở đây vẫn ok nha quý vị. Rất là rộng luôn. Đây có nguyên một cái hành lang cực kỳ lớn luôn. Và phía cuối nhà là cái phòng thờ này. Đấy. Phòng thờ thì có
cửa sổ mở ra được nha mọi người, rất là rộng luôn, phòng thờ rộng này. Đây chúng ta có cái phòng đầu tiên phía trên lầu là phòng thứ hai mọi người, rất là đẹp, có cửa sổ ban công, cửa ra ban công. Tôi rất thích những cái căn nhà như thế này, nó đầy đủ ánh sáng. Đây thì chúng ta có thể ra ban công ngắm nhìn được, đối diện chúng ta là biệt thự này, hoành tráng như thế. Đấy, chúng ta có thể ra ban công này, đây mà ngắm nhìn thì cũng ok. Đấy, nguyên cả cái biệt thự kìa, đại gia kìa, người thấy không ạ? Đấy, đây thì một xẹp Phùng Hưng này, rất là đẹp nha quý vị. Đây, đây là phía trên lầu này, có toilet nha mọi người, toilet này, đấy, rất là hay, thiết kế rất là rộng nên là thiết kế rất là hay nha quý vị. Đấy, à, vào trong thì ta có cái phòng ngủ, phòng này thì dùng cho đại gia đình được nha quý vị, phòng rất là to luôn. Phòng ngủ này thì cực kỳ rộng, rộng rãi thoải mái, to. Đấy, rất là to luôn mọi người ạ. Riêng cái diện tích phòng ngủ này là tôi thấy là cực kỳ rộng, to, rộng rãi. Phòng này thì có hai cánh cửa sổ luôn nha quý vị. Đây thì chúng ta có thể mở ra. Đấy, đấy, mở ra đón gió vào được. Rất là đẹp luôn. Mở ra đón gió vào được, đẹp, phòng ngủ to. Đấy, đây thì chúng ta phải mở ra nhìn được xung quanh nha mọi người nhá. Đấy, xung quanh này, gió vào rất là mát luôn, phòng ngủ thì rộng rãi thoải mái. Vâng, tổng thể căn nhà thì tôi đã quay cho tất cả mọi người xem chi tiết, và bây giờ tôi sẽ bay flycam cho mọi người thấy vị trí của căn nhà chúng ta nha quý vị. Với khoảng cách cách đường Phùng Hưng gần 100m thì thực sự là với cái mốc giao thông đường Phùng Hưng thì sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta. Hơn nữa phường Tam Phước thì sẽ rất là đông dân và an ninh ở đây thì cực kỳ tuyệt vời, chúng ta gần ngay khu công an luôn nha quý vị. Phía bên phải màn hình của chúng ta sẽ là phường Tam Phước, bên trái sẽ là An Phước nha quý vị. Vâng, An Phước và Tam Phước thì nó chỉ phân biệt ranh giới giữa tuyến đường Phùng Hưng này thôi nha quý vị. Và đặc biệt một điều là cái mức độ dân số cũng như là cái tiêu chuẩn thu nhập trên đầu người ở khu vực này cũng rất là cao nha quý vị. Làm việc tại khu công nghiệp Long Đức hay là Tam Phước thì lương cũng cực kỳ cao, nên là công nhân ở đây thì lương cực kỳ cao nha quý vị. Với khu phố chúng ta đang ở thì toàn là những người văn hóa mà thôi. Vâng, đây là xung quanh nha quý vị. Chúng ta có thể thấy khu công nghiệp Tam Phước này, phía sau thì chúng ta sẽ thấy được cái biệt thự của công ty. Và phía dưới của chúng ta đó chính là khu nhà ở dành cho công an nha quý vị. Nhìn ra một tí thì chúng ta sẽ thấy khu lục quân. Vâng, khu lục quân là khu mà dành cấp phát cho quân đội, thì ở đó toàn là quân dân, cho nên là ý thức con người cũng như là về an ninh trật tự xã hội thì rất là tốt nha quý vị. Trước mặt của chúng ta là khu nghiệp Long Đức nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được dân cư ở An Phước. Vâng, dân cư An Phước rất là đông nha quý vị. Một vòng như thế này thì quý vị đã biết được cái xung quanh dân số ở cái phường này nó như nào rồi nha quý vị. Thì chi tiết căn nhà tôi đã review cho quý vị. Bên công ty của chúng tôi Minh Group thì sẽ nhận thiết kế và thi công nhà, cũng như là bán nhà xây sẵn nha quý vị.
Và chắc chắn một điều là khi mà quý khách hàng mua nhà bên chúng tôi thì sẽ được cái giá ưu đãi còn tốt hơn là quý vị tự xây. Tại vì lý do là bên chúng tôi là về phân phối vật liệu xây dựng, cho nên cái giá thành khi mà chúng tôi mua vật liệu đã rất là rẻ rồi. Cho nên là tùy ý kiến khách hàng, nếu quý vị mua đất bên chúng tôi và đề nghị xây thì bên chúng tôi cũng sẽ là thi công và thiết kế cho quý vị luôn. Thì mọi thắc mắc và chi tiết để chúng ta xem được nhiều căn nhà đẹp thì hãy đăng ký kênh cũng như là liên hệ cho em, hoặc để lại số điện thoại dưới phần mô tả. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.